Sau đây tôi xin giới thiệu gương mặt xuất sắc nhất năm vừa qua. Con yêu, với ba mẹ, không có niềm vui nào lớn hơn là được nhìn thấy con rạng ngời và hạnh phúc. Mẹ vẫn lưu lại khoảnh khắc ấy, khi con gái nhỏ của mẹ vẽ lên ước mơ của riêng mình. Mơ trở thành một cô giáo. Mẹ ngắm nhìn con lớn lên từng ngày. Mẹ dõi theo từng bước con đi. Lòng ấm áp khi con đã biết yêu thương, nhân ái với mọi người và trân trọng cuộc sống. Mẹ mong có thể luôn bên con, cùng con vượt qua những khó khăn. Mẹ mong nụ cười tươi sáng và tinh thần lạc quan sẽ giúp con đạt được ước mơ của mình. Cô mua cái này con nhé. Bố mẹ con đâu rồi? Mẹ con mất rồi. Cuộc sống này vẫn luôn khắc nghiệt và có bao nhiêu điều không thể biết trước. Con đã trao đi chiếc kẹo yêu thương, nhưng yêu thương của mẹ sẽ luôn bên con. Giây phút ấy, mẹ đã rất sợ. Sẽ ra sao
nếu một ngày mẹ không thể ở bên và lo lắng cho con được nữa. Ba mẹ nghĩ cần phải có một giải pháp để đảm bảo cho con thực hiện được ước mơ của mình. Ba mẹ tin với quyết định này, tương lai của con sẽ luôn được bảo vệ và che chở. Với sự đồng hành của Bảo Việt Nhân Thọ, con đường đi tới tương lai của con sẽ luôn rộng mở. Và mẹ vẫn luôn mong mỏi tới ngày được nhìn thấy con thành công như ngày hôm nay. Con xin cảm ơn ba mẹ đã luôn bên con và cho con nhiều hơn mơ ước.